Ê, chạy đi làm anh ơi. Đấy, chơi luôn, quýnh mà xài. Chạy à, ui chạy. Trời ơi, bạn chỉ cúi lên rồi mà chạy hơi non nha bạn nha. Ui, rất là hay. Đấy, anh em thấy không? Ui, ê, cái gì vậy? Cái gì? Định chơi luôn đó hả? Nhớ đăng ký và bấm chuông nha. Hello anh em, xin chào anh em đến với kênh HD Game 76. Thì theo yêu cầu của anh em lại tiếp tục làm về tướng Florentino. Đấy, thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tục về tướng Florentino đi rừng và mình chia sẻ cái biểu đồ ban ngọc và phù hiệu chuẩn mà mình nhắc cho anh em chơi nhé. Chọt này, chạy đi đâu anh ơi, một cái chiêu hai nữa là chết ngay anh tướng gấu và chó. Đấy, anh gấu chó đã chết. Rồi, bây giờ mình sẽ xiên luôn cái ui ở trên kia thì anh vị tướng Van Heel cũng đã tiêu diệt được 3 vị tướng của team mình luôn anh em ạ. Rất là khác. Thằng này múa lửa à. Đứng đó. Thôi em giỡn anh nè. Ui em giỡn anh nè. Anh đừng có múa em nữa nha. Em với anh cùng múa chắc em thua đó. Ui gáo qua. Thôi xong tôi rồi. Pha này thì mình dùng chiêu 2 để mình chạy nha anh em. Ý anh ơi. Ui. Pha này thì mình cũng đã thoát rồi anh em, tung chiêu 1 để cho vị tướng ấy bị trốn khỏi bị chạy thôi. Đấy, một pha chỉ cần chạy là có mạng đến từ vị trí của anh Florentino, anh đã trợ được nhiều mạng pha đó anh em ạ. Vị tướng Lauriel hôm mạng chi ai biết, hôm mạng chi không biết. Đấy, hôm mạng nhiều quá là cuối cùng là bị hố ngay vào trong trụ, là bị dính choáng là nằm im ru. Tao phải giết Florentino là dễ đâu nè. Florentino mà nó đi rừng thì nó cực kỳ mạnh luôn anh em ạ. Đi top á, thì nó bị giảm sức mạnh ở cái chỗ đó là gì biết không anh em? Khi mình đi top thì mình hay bị ganh. Mình đi top là mình bị ganh biết là mình thọt thôi anh em. Nó nói vậy chứ kỹ năng thì đâu phải là bàn đồng đội đâu anh em. Một thằng có thể cân một thằng hai thằng khi mình xanh, chứ nếu mà mình thọt quá là mình cân đâu có nổi đâu. Cân cũng không nổi thì mình không thể nào mình. Pha này thì team bạn nó có vị tướng Roker. Joker là một trong những vị tướng mà đi rừng khắc chế được vị tướng Florentino nha anh em. Đấy, mình núp đã, ui kéo kìa, né liền như đâu có dễ gì kéo được mình đâu. Rồi về cái biểu đồ thì mình có để dưới cái phần màn hình. Gì vậy cha, chưa dễ cho bật chiêu cuối rồi cha. Ui thôi đi cha, cho tôi bật chiêu cuối lên tôi xiên lại cha luôn này nó. Mày hả mày, chơi mày luôn. Tung chiêu, ui pha này thì mình phải dính cái chiêu của vị tướng Lauriel thì mình chết rồi anh em ạ. Đấy, Lauriel nó bật cái đài phán sát lên, nó phán là mình phải tử. Vậy thì thôi thì tử chứ có gì đâu can. Chết 2 mạng là đủ rồi nha anh em. Từ đó là Florentino không còn chết nữa. Đấy, mình sẽ tâm sự với thằng Lauriel này nhiều một chút. Thì đây mình sẽ soạn trước cái đài kháng phép nha anh em, để mình kháng lại một lượng giáp phép, một lượng phép đến từ vị trí Lauriel, bởi vì Lauriel trận này nó múa hơi bị hay. Đấy. Và tên bạn cũng khá là nhiều đâm phép đến từ vị trí của Van Heel rồi vị trí của Greg nữa, mà vị trí chủ lực là vị tướng Van Heel anh em ạ. Đây mình sẽ ui chơi luôn nha anh em. À, chơi luôn. Ui thôi em xin lỗi anh ơi, ui tung bông chạy tiếp thôi anh em ơi, thật là may mắn quá đi đâu mà. Không ngờ là có vị tướng Joker của team bạn ra anh em. Mình tính là mình sẽ ulti lên mình xiên luôn cái thằng Lauriel, nhưng mà không ngờ là có vị tướng Joker ra, thì mình dùng chiêu 2 đó mình chạy anh em. Dùng chiêu 2 là anh em sẽ dùng chiêu 2 đó bằng cách đó là anh em sẽ bấm nút đi di chuyển liên tục và anh nhấp liên tục vào chiêu 2 nha anh em. Khi mà trúng tướng địch thì nó sẽ lướt theo cái hướng đi của mình trước đó. Đấy, cái nội tại của vị tướng Florentino là dùng chiêu 2 thì nó sẽ lướt đi một đoạn ngắn, đó là gọi là kiếm bộ. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua cái nội tại và chiêu thức của vị tướng Florentino. Về đầu tiên cái nội tại Florentino thì sau khi mà anh em gần đánh một thời gian thì nó sẽ có cái nội tại đột kích. Đột kích thì nó sẽ gây sát thương và nó sẽ hồi máu cho vị tướng Florentino nha anh em. Hoặc là sau khi mà anh em lượm bông thì nó sẽ có nội tại là đột kích, và anh em đánh thường thì nó sẽ ốp sát tướng địch. Đấy. Đấy, hiện tại là đang có cái đột kích trên người này, anh em thấy cái chấm đỏ ở dưới không? Mình sẽ nấp bụi ra, mình chờ thằng nào ra thì mình giết nha anh em, nhưng mà không có thôi mình ra mình xiên luôn lính. Về cái Đó là cái nội tại của vị tướng Florentino. Về cái chiêu một đó là khai hoa. Khai hoa thì Florentino sẽ tung ra một cái đóa hoa, khi tung tướng địch thì nó sẽ tạo thành ba đóa hoa, tạo thành một hình tam giác. Thì cái hoa đầu tiên thì nó thường thì nó sẽ rớt ở dưới cái chân của vị tướng Florentino, và đem đến thường thì nó sẽ áp sát tướng địch. Ui, đây rồi, chết ngay, chỉ cần mình đâm và mình đánh nhẹ là nó chết rồi. Vì tướng Florentino đâm nó ảo lắm anh em ạ. Đấy thì khi mà vị tướng Florentino mà anh em dùng chiêu cuối thì anh em sẽ không bị khống chế nha. Mình nói ở cái đây á, là cái chiêu cuối rồi, và khi mà chiêu 2 của vị tướng Florentino thì nó sẽ tung ba nhát kiếm xảo diệu. Nhát kiếm đầu tiên thì nó sẽ làm chậm tướng địch, nhát kiếm thứ hai thì nó sẽ tăng thêm công vật lý, và nhát kiếm thứ ba thì nó sẽ gây sát thương chuẩn. Đấy thì sau về các cách combo của vị tướng Florentino á, là anh em sẽ khi mà vào giao chiến á, thì anh em sẽ chạy đi đâu anh ơi. Đấy, chơi luôn, quýnh mà xài, chạy à, ui chạy, trời ơi, bạn chỉ cúi lên rồi mà chạy hơi non nha bạn nha. Ui rất là hay. Đấy, anh em thấy không? Ui, cái gì vậy? Cái gì vậy? Định chơi luôn đó hả? Đấy thì khi mà quýnh mà gặp Florentino mà vị tướng Roker mà tự nhiên bật chiêu cuối lên rồi mà bỏ chạy thì hơi ổn anh em ạ. Bởi vì khi mà Roker mà nó bật chiêu cuối lên á, là nó sẽ xuyên được có một lớp giáp rất là nhiều và nó không bị khống chế. Lúc đó là nó sẽ quýnh tay solo cực tốc với vị tướng Florentino nha anh em. Nhưng mà pha đó nó sợ mình quá, mà áp lực quá mà. Đấy, áp lực đến vị trí của Florentino mà. Nhiều lúc là anh em quýnh Florentino là chỉ cần là dùng cái sau cái thông thạo S lên là nó bỏ nó chạy cả mất cái dép rồi anh em ạ. Cái áp lực quá mà. Rồi, về cái chiêu cuối của vị tướng Florentino thì anh em sẽ cũng đâm vô thì nó sẽ tạo thành ba đóa hoa nha. Ba đóa hoa thì cái cách combo là sau khi mà anh em lượm hoa thì anh em sẽ lượm hoa xong, anh em sẽ bấm nút đánh thường, sau đó là anh em dùng chiêu 2 và anh em lướt đến vòng hoa thứ hai, rồi anh em lượm hoa xong thì anh em sẽ bấm đánh thường và tiếp tục anh em dùng chiêu 2, xong thì anh em sẽ lướt đến vòng hoa thứ ba, lướt qua vòng hoa thứ ba rồi anh em đánh thường và dùng chiêu 2 nha anh em. Đó là cái cách combo của vị tướng Florentino. Đấy, lụm bông sang thì anh em phải bấm đánh thường và dùng chiêu 2. Đôi lúc là anh em bấm đánh thường nó không an, đó là anh em dùng chiêu 2 luôn, là nó sẽ bị lỗi cái nhịp. Mình hay bị như vậy lắm anh em ạ. Mình hay bị lỗi cái nhịp là anh em mình đánh thường lúc đó nó chưa tới cái tầm, mà anh em dùng chiêu 2 nó bị mất cái chiêu 2. Thì khi sau ui xiên luôn nha anh em. Ui ghê vậy, ui ghê vậy. Pha này thì mình đã xiên chết luôn đấy rồi em ạ. Pha này xiên chết luôn, nhờ có sự hỗ trợ của vị tướng Gidu anh em ạ. Nhờ sự hỗ trợ của vị tướng Gidu này mình đã xiên chết vị tướng Roker của team bạn. Rồi hết máu, mình biến về vấn đề mà hầu máu nha anh em. Ui, gấu chó của team bạn đánh rất là tốt pha này, nhưng mà anh ấy đã bị khống chế bởi vì tướng Gidu. Không biết là team mình có chịu nổi không. Ui đã xiên được một thằng này. Ui, trật cái bông là toàn. Trật cái bông là toàn ngay anh em ạ. Đấy, pha này thì mình lên nhưng mà mình chỉ giết được mỗi con gấu chó. Mà tung cái bông một phát trật ngay luôn anh em ạ. Đôi lúc là anh em biết sao tại sao mà trật không? Tại vì khi đó là anh em quýnh chiêu 2, nó đang ở trong trạng thái kiếm bộ, nhưng mà anh em nhanh tay quá anh em bấm luôn cái chiêu 1 là lúc đó nó sẽ trong trạng thái kiếm bộ, là nó sẽ lướt vừa tung bông là chắc chắn là sẽ trật anh em ạ. Nếu anh em đứng lại một chút là anh em bấm tung chiêu 1 là nó chắc chắn sẽ trúng. Mình bị hoài luôn. Đôi khi là thao tác tay mình nhanh quá là mình cũng bị lỗi nha anh em. Thao tác tay phải vừa phải đúng cái nhịp, chứ anh em đừng có thao tác tay nhanh quá thì nó sẽ bị lỗi nhịp. Cái đó gọi là tay nhanh hơn cái lúc mà tung chiêu của vị tướng Florentino luôn á anh em. Tại thì mình đã giết được 6 mạng, chết 3 mạng anh em. Tiếp tục là xiên thằng này thôi. Tung chiêu cuối trước nha anh em, lụm chọt. Ê, lụm chọt này. Ui, pha này thì mình đây mình sẽ có bông nữa nha anh em. Có bông nha anh em. Rồi có nội tại rồi, chuẩn bị vô là đánh thường là nó chết nè anh em ạ. Lại giết được thêm một mạng nữa. Ui ui, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Ui, trúng rồi. Ui, pha này thì vị tướng Lavi của team mình đã quét sạch rồi anh em. Rồi, win luôn ván game rồi anh em. Chết, tên mạng chết hết rồi. Mình chỉ giết được 7 mạng thôi, không có nhiều. Pha này thì chỉ có 7 mạng thôi, cũng ít quá. Rồi, chúc anh em xem clip vui vẻ. Anh em thấy hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh ủng hộ mình. Chơi vị tướng nào anh em cứ comment dưới phần bình luận để mình làm cho anh em xem nha. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong clip tiếp theo.